này đúng thực tế như thế nhỉ? Đi chơi xem có vườn đẹp. Anh em dùng thuốc thì mình quay ấy. Hả? Anh em dùng thuốc của mình thì mình quay đúng không? Nhưng còn mình đi quay lung tung làm gì? Hello, chào các bác nhá. Dạ vâng, em kênh thương hiệu Lục Ngạn TV xin chào tới tất cả các bác anh em làm vườn nhá. Dạ vâng, hôm nay em đi quay vào cái vườn của chỗ chú ở dưới Lam Dương này là có vườn vải u hồng khá đẹp các bác. Hiện tại bây giờ một số thì đang có quả lon và một số thì đã thành quả rồi và một số đang tàn, lớp này sai này. U hồng các bác nhá. Quá sai luôn. Này dùng phát này, này nó sang quả một này. Cái này bây giờ chú phải đây này. Ui hồ sai lắm. Quá sai luôn. Cái này nếu mà vườn này gọi là lấy thuốc thôi, khoảng độ tầm mấy hôm nữa mới phun được. Cái này nếu mà để nó tàn hết nha, xong phun rửa được hoặc là lấy cây đứng ngoài này, đứng ngoài xa này không lấy cây dung. Dung sạch đi, nếu nói như nói anh làm là anh hay rửa bằng nước, bơm nước. Như vườn này không có nước phải không? Vườn này không có nước các bạn, thế cho nên khó. Lại nghẹn này mới đẹp này đấy. Đấy, năm nay nó không có nước này này, quả này, to không? Quả đây. Úi giời ơi, này. Đây này. Ông chủ này, năm nay thì ăn to rồi. Ông chủ xin được giấu tên nhá. Giấu tên, giấu mặt. Thì chú hôm nay điện xuống xem vườn cho để tư vấn cho, cũng thứ hai là để lấy thuốc cho chú để chú phun. Thì thăm cái vườn u hồng này là được hơn 100 cây phải không? Hay là 90 cây nhỉ? Hơn 100 cây. Hơn 100 cây. Vườn này hơn 100 cây quá nhỉ. Dạ vâng, em xem thời điểm quay video cho các bác đây. Đang là 10 giờ 53 phút chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 của dương lịch các bác nhá. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2024 của âm lịch này. Đây cái lớp này của nó còn xài lắm này. Đấy quả này. Chi chít này nhiều lắm. Ui ô này. Xài kinh khủng này. Cái lớp này có một cái lớp quả to hơn. Đây đến cái cây kia hết chưa? Đến cây đấy phải không? Đây năm nay cũng có một cái lớp này là ít quả này. Các bác nào mà bén cái lớp kiểu như năm nay nó bén cái lớp thứ hai này lại không có quả nữa. Đây này, thấy chưa? Không thấy cái hoa nào, cái quả nào ấy. Năm nay nó tùy từng lớp hoa thôi. Lớp tàn trước đi cái quả to hơn. Đây cái lớp này lớp đúng lớp thứ hai này. Lớp này gần như không có quả này. Quặn hết. Ui giời ơi. Vì nhìn không thấy có quả nào thì dung thì nó cũng chỉ dụng thế thôi. Không có được. Đây. Các nhìn đây. Nhiều ong lắm. Dưới này nhiều ong là tốt. Đây còn cái lớp này quả to lắm. Quá xanh. To à. Lớp này đậu quả này. Lớp này chạm 100%. Còn lớp này mới sai nè. Lớp này lớp cuối các bạn. Toàn hoa... tuần hoa cái thôi, nở ra tuần quả này. Cái loại cuối này mà nó ra đấy nó còn không cả dụng. Không dụng đâu, sai lắm. Cái loại này còn phải còn này vặt bớt đi đấy. Thôi đi, sang đằng bên kia. Nó to xem tí. Ở đây gọi là thôn Thủ Dương nhỉ. Yeah. Thôn Thủ Dương xã Nam Dương. Huyện Lục Ngạn Bắc Giang các bác nhá. Mời các bác đi tham khảo một vòng vườn này. Còn ông chủ nhà thì ông ấy xin được giấu tên thì thôi mong các bác thông cảm nhá. Năm nay là chú em ấy cũng gọi xuống lấy thuốc cho chú ấy xong này, bán thuốc cho chú xong này. Hỗ trợ kỹ thuật sao năm nay làm cho chú nó đẹp đẹp tí để kiếm ít tiền để còn đi hát. À, này ở đây vườn vải u để ra đào phết. Vườn thanh hà bên kia ra đào hơn à. Ui đẹp lắm. Năm nay có vườn u này cũng khá là ok rồi. Vườn này đây này, em cho các bác xem cái cây ra hoa đầu tiên đây này. Năm nay cái lớp đầu tiên như này lại có quả nữa các bác. Đây. Lớp đầu tiên nó đang tàn hoa này. Cái lớp này quả sai lắm. Cái lớp đầu tiên vì nó ít mưa dầm hơn. Cái lớp thứ hai nó mưa suốt từ cuối tháng giêng đến bây giờ rồi nó mưa vào. Mưa dầm này nó không thụ được phấn này.
Bọ xít già đẻ trứng rồi, cái này vòng 2 lở ra thì chắc nhiều bọ xít này. Năm nay là lưu ý là cái vấn đề là sâu cuống với chú à. Vì cái sâu cuống này là kiểu như là nhiều nhà nó mất nhiều ấy, xong bây giờ còn mỗi vườn mình ở khu vực này nó có ấy, là cái tỷ lệ sâu cuống, mật độ sâu cuống năm nay nó phải nhiều hơn năm ngoái đấy. Chứ không phải là đơn giản đâu. Kiểu những nhà nào chủ quan chẳng hạn là cứ kiểu như một mé bên này có hoa này, xong mé bên này không có hoa này, kiểu như bên này phun kiểu như tích kẹo thuốc ấy, xịt qua qua ấy là cái đấy nguy hiểm nhất đấy. Lớp này sai, những lớp này đi. Quá sai luôn. Sợ thật. À, vườn Thanh Hà gần đây không? Gần. Ê, mời các bác sang vườn Thanh Hà đấy nhá. Cái này vài u thì coi như đỗ quả ok rồi. Chắc chắn rồi. Quá sai luôn. Đây người. Đó, mời các bác sang cái vườn Thanh Hà nữa của chú xem nhá. Rồi, mời các bác đến vườn Thanh Hà của chú nhá. Vườn Thanh Hà này thì tàn hoa là sai lắm. Thanh Hà tỷ lệ đậu quả thì quá khủng khiếp. Ui dồi ôi, nhiều quả lắm. Kinh khủng luôn. Ui. Đây, các bác ơi. Sai kinh khủng này, sợ thật. Đấy, Thanh Hà là loại hoa ngắn ngắn này này. Lớp này trên nhà anh lớp kia còn chưa lở đâu, Thanh Hà ấy. Chưa. Lớp này sai nữa. Nhưng mà lớp này quả đã ghê này. Ui dồi, sai kinh khủng. Đoạn này chín trước rồi. Vì cái kia chưa lở, cái này nó chả chín trước. Ui dồi ôi. Như trùm bính. Sai như trùm bính. Rồi, qua nhìn này. Cái này tàn hoa hết rồi. Cái này khoảng độ tầm hôm nào ấm tầm 3-4-5 ngày đó rồi. 3-4-5 ngày đã phun tổng thể rồi có. Cả u hồng với Thanh Hà cũng phun được hết rồi, vì cái lớp này đây đấy. Cái này có cho mình không dung được, cái này mà có nước tưới rửa sạch thì là phun được này. Phun luôn này, cái loại này phun vào lấy lớn đi dung đi, cái này tàn hết rồi, Thanh Hà nó tàn hết rồi. Xong phun cái vườn Thanh Hà này trước đi. Ui ô xài lắm. Ui xài kinh khủng luôn. Ra xài. Cái khu này mỗi vườn này ra đấy. Mỗi vườn này ra. Đấy, năm nay được mùa riêng hơn gì nữa. Ôi trời ơi, mấy chục quả, lúc này phải trên 50 quả. Đây chỉ cần xài kinh, chục quả này quá ghê rồi. Ui trời ơi, xài lắm, các cụ ơi. Trong cây thế này thôi, anh vẫn phải được 30-40 cân một cây đấy. Cây bé bé này nhưng mà giống Thanh Hà nó đậu quả ghê lắm. Nó có hoa là nó có quả, nó ít khi lắm. Hoa nó ngắn. Này đẹp à. Kinh. Cái này sạch hoa lắm à. Cái này chiều rung đi xong để mai nhà kia mà nó khô ráo là phun luôn rồi. Đây còn lớp này bây giờ mới đang nở này. Lớp này nở ra nhưng nó thành quả rồi đây. Đang nở đâu. Lớp này thành quả luôn này. Đây. Quả xanh quả non đây này. Xài lắm. Kinh khủng luôn. Ui, xài lắm. Chắc được vườn toàn cây to này. Nha. Yeah. Rồi, mời các bác xem hai vườn như vậy là ok rồi nhá. Khá được đấy các bạn. Xài chịu cành luôn. Năm nay chắc phải khả năng là xuống đây đi bẻ vài thuê cho chú rồi. Rồi giờ lấy thuốc cho chú nhá. Bây giờ xem nào. Cái phun cho chú phun cái này trước này. Canxi này. Phun cho giữ quả vào. Giữ quả đây, canxi một chai này. Đây, lấy cái túi bóng này. Lấy 500 lít, lấy sau 600 lít đi, hoặc cho nó tròn thuốc. Chứ không thì ấy. Thì sau là này phun cho mấy ngày nữa phun thì vải to như vậy thì lấy sâu cuống đi. Sâu cuống lấy sâu cuống ấy. 3 chai 600 lít, 3 phi á.
Chai canxi thì là được 400 lít thôi. Đó, không có cho phun cái chai 500 lít đi. Đây. Ba chai. Anh có ăn gì đấy? ba chai bạch mã được rồi. 500 lít thì lấy ba mỗi chai một phi. Mỗi chai phi bạch mã này nhá. Đánh tẩy chấm này, năm nay đánh như đấy đẹp này. Nhưng mà phun cộng luôn hả anh hay như nào đấy? Đấy phun cộng luôn đó. Cái này là cộng vào một phát hết đấy. Ừ, cộng phát hết đấy. Cái này có thuốc trừ sâu chưa? Có thuốc sâu đây. Một chai này được, nếu mà phun 500 lít một chai cho 500 lít. Ừ. Đấy là đủ rồi đấy. Ok. Ok nhá. Ba chai ấy, ba chai bạch mã. Một chai canxi. À, xong rồi nhá, đã giao cho các bác khách cho anh em thành công rồi, nhà rất chi là đẹp, chào tất cả các bác nhá.